nuôi sống con người, thì hàng triệu triệu năm trước, địa cầu nguyên thủy là đá. Qua quá trình mưa nắng xâm thực, đá mẹ cộng với lớp thảm thực vật đa dạng lâu năm đã hình thành ra lớp đất màu mỡ, nhờ đó mà nuôi sống con người. Nhưng trong quá trình sản xuất, con người hữu ý hay vô tình cày xới sản xuất hoa màu, phun thuốc trừ sâu và phân bón hóa học đã làm dần dần thoái hóa đất và mất dần độ phì nhiêu, dẫn đến cây trồng càng ngày kém phát triển, dịch bệnh tràn lan, vi sinh vật có lợi trong đất ngày càng cạn kiệt, chết dần. Trong mỗi loại đất có một tỷ lệ rất lớn chất hữu cơ do rơm rạ, than bùn, cỏ rác nhờ vi sinh vật qua quá trình chuyển hóa từ hữu cơ sang vô cơ để tạo thành cơ thể của chúng. Mùn và xác vi sinh vật là nguồn dự trữ chất dinh dưỡng rất tốt và dễ dàng để lại cho thế hệ sau khoáng hóa. Đất bị nhiễm phèn cao, bị nhiễm mặn, bị ngộ độc thì vi sinh vật không tồn tại. Không phải là nhà hóa học, cũng không phải là kỹ sư nông nghiệp, nhưng doanh nhân Dương Hùng Đỗ là một người có tên tuổi, có thương hiệu trong làng phân bón Việt Nam. Ông là tổng giám đốc công ty cổ phần khai thác khoáng sản và xây dựng miền Nam, người đã nảy ra ý tưởng là cha đẻ của sản phẩm phân bón vôi lân Địa Long và phân bón Địa Long, là một trong những người đi đầu và có những đóng góp tích cực cho ngành nông nghiệp của nước nhà. Sau 20 năm nghiên cứu và hàng trăm lần khảo nghiệm từ những khoáng chất trong thiên nhiên, ông Dương Hùng Đỗ đã cho ra đời sản phẩm phân bón mới mang tính đột phá trong nông nghiệp. Đây là loại phân bón đầu tiên làm từ khoáng mỏ, được bà con nông dân và các nhà chuyên môn đánh giá cao. Là người có quá trình gắn bó lâu dài với hoạt động khai thác khoáng sản, am hiểu các thành phần trong đá vôi, ông Dương Hùng Đỗ bén duyên với khoa học và trở thành doanh nhân có tên tuổi trong ngành, từ ý tưởng đưa các khoáng chất khai thác từ mỏ đá vào bón cho cây lúa. Khi mới biết qua ý tưởng nghiền đá thành phân của ông, bạn bè và cả những người trong ngành phân bón ai cũng cho rằng đó là một ý tưởng phi hiện thực. Thậm chí khi thấy ông bắt tay vào nghiên cứu thực hiện, nhiều người cho rằng ông bị điên, vì trước nay chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên với niềm đam mê và đức tính chịu khó quan sát tìm tòi, hàng trăm thí nghiệm đã được doanh nhân Dương Hùng Đỗ miệt mài thực hiện trong phòng thí nghiệm kết hợp với các thành phần hữu cơ, vô cơ, tổ hợp sinh học. Thất bại không làm ông nản chí. Cuối cùng, phân bón vôi lân Địa Long bắt nguồn từ đá vôi có tác dụng tăng sức đề kháng cho đất, lọc phèn, lọc mặn, chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường là thành quả lao động sáng tạo nhọc nhằn của doanh nhân Dương Hùng Đỗ. Phân bón Địa Long là một số khoáng chất luôn có trong thành phần khoáng của cây nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sinh lý và phát triển của cây. Về mặt giải phẫu, phân bón Địa Long sẽ làm ổn định màng tế bào. Mặt sinh lý được xem là nguyên tố có tác động giải độc cho cây, ngăn chặn sự hút thừa các ion độc tố đối với cây, giúp cây đồng hóa nitrat. Cây qua quá trình trao đổi chất sẽ phát triển mạnh và bền vững, tăng tuổi thọ. Phân bón Địa Long phân chia tế bào tạo thành chất béo, cho nên lượng đường trong củ quả rất cao, giúp cây trồng vượt khó và bổ sung các vi lượng, tạo điều kiện cho hoa trái thơm ngon. Khi cây trồng được hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, sẽ phát huy hết các ưu điểm của giống cây. Nhờ vậy, cây trồng sẽ cho hiệu quả cao hơn hẳn so với không sử dụng phân bón. Đây là chất hữu cơ vi sinh tăng chất đề kháng cho đất, lọc phèn, lọc mặn, kích thích bộ rễ cây trồng phát triển, giúp cây có khả năng hấp thụ tốt chất dinh dưỡng trong đất, cho năng suất cao, chất lượng tốt với chi phí thấp. Khi bà con đã sử dụng đến vôi lân Địa Long, bởi vì vôi lân Địa Long là một cái phần mà các cái thành phần khoáng chất tổng hợp và một số các cái vi sinh vật trong chi phí ở đất rất là nhiều. Trong đó thì chúng ta tránh cái tình trạng bón các cái thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật lẫn, hoặc là đưa các loại phân khác vào thì để làm nó tiêu diệt mất cái vi sinh vật đi, thì nó mất cái giá trị của phân vôi Địa Long, mà cái phân vôi Địa Long thì không phát huy được cái tác dụng của nó. Cho nên là bà con nên bón phân vôi Địa Long thì đừng lên bón tất cả các loại phân khác, trừ ngoài có phân chuồng nha, mà phân chuồng cũng lên ổ chung với phân bón Địa Long trong thời gian
tháng đến 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 2 tháng rồi hãng bón thì đó là hiệu quả cao nhất, còn không lên bón tất cả các loại phân khác. Khi bón địa lăng vào để cho cải tạo lại môi trường đất, khi đất đã có kết cấu bền vững rồi, rễ cây đã có ra rồi, bà con bới trong đất ra mà thấy bộ cái bộ rễ sáng rồi đó, thì lúc này là lúc mà cây có thể bón các loại phân thì cây có thể hấp thụ được và ăn được. Còn hiện nay thì bà con mà bói vào cái cây hồ tiêu mình trồng trên 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 đất mà không có bộ rễ thì cây bón vô thì chỉ là thuốc độc để làm càng đốt cháy thêm bộ rễ cho nó, mà nó bộ rễ đã cháy rồi thì không thể hấp thụ được dinh dưỡng. Cho nên là bà con thật là lưu ý cái về cái vấn đề này. Bên cạnh đó, để thành công như ngày hôm nay, công ty phân bón Địa Long đã gặp không ít khó khăn. Nghiên cứu làm ra sản phẩm đã gian nan, nhưng hành trình đưa sản phẩm đến với người sử dụng, khẳng định thương hiệu phân bón Vôi Lân Địa Long còn gian nan gấp bội. Để thay đổi tập quán của người sản xuất từ thói quen sử dụng nhiều loại phân vô cơ chuyển sang sử dụng phân vô cơ khoáng chất sinh học vi sinh là điều không đơn giản. Trên nền tảng khoa học, công ty Vôi Lân Địa Long đã đồng hành cùng bà con nông dân trên từng thửa ruộng, từng vườn cây ăn trái, phối hợp với chính quyền các nơi đem tiến bộ kỹ thuật đến cho nông dân, hướng dẫn cụ thể cách sử dụng trên từng loại đất. Khi người nông dân thấy được kết quả thực tế của việc sử dụng phân bón Vôi Lân Địa Long, họ đã tự nguyện tham gia sử dụng sản phẩm. Nắm giữ trong tay bí quyết công nghệ giúp nhà nông làm giàu, ông Dương Hùng Đỗ đã hỗ trợ không biết bao nông dân trên khắp mọi miền đất nước trở thành tỷ phú ngay trên quê hương mình. Niềm vui của họ là thành công của doanh nghiệp. Doanh nhân Dương Hùng Đỗ luôn cho rằng sản phẩm phục vụ nông nghiệp thì phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Những mùa vàng bội thu của người nông dân chính là thành công của doanh nghiệp. Tại Bản Đôn, Đắk Lắk, đa phần nhà làm vườn chưa hiểu nhiều về phân bón Địa Long, đã sử dụng nhiều loại phân theo cảm tính, không nắm vững quy trình khoa học về độ pH của đất và độ pH của nước, nên cây tiêu kém phát triển. Thậm chí, có vườn lúc mới trồng lên xanh, nhưng sau vài năm, cây cứ tàn lụi dần và dẫn đến phá sản. Ông Đỗ cùng nhóm cộng sự xuống tận nhà vườn để cứu cây hồ tiêu. Người làm vườn cho biết. Cái nỗi xót xa của anh đứng về cái vườn tiêu mà nó chết như thế này, thì đứng về cái tâm trạng của người dân anh như thế nào? Nói chung là thấy vườn tiêu ra mà nhìn thấy nó bị bệnh, nó chết như thế này thì trước kia thì làm tiêu thì hăng say làm lắm. Nhưng mà thấy vườn bây giờ ra nhìn vườn nó chết như thế này thì làm cho người nông dân chán nản, không ra cũng nhìn thấy chán mà cũng phải cố gắng để làm sao để có cách nhờ các nhà khoa học, các nhà thầy thuốc ấy, có gì cứu chữa cho có cái thuốc gì đấy để cứu vãn được phần nào đó thì làm hạn chế cây cho nó khỏi chết, thì đó là người nông dân là rất mong muốn là như vậy. Như bà con chúng cháu thì chúng em ở đây bây giờ về diện tích trồng tiêu như thế này á, thấy nó như thế này thì chắc cũng không có cách gì để cứu chữa được nữa rồi, bởi vì là cũng mua thuốc về tưới cho nó rồi và cũng tưới và cũng bón cho nó, nhưng mà nó bây giờ nó vẫn hiện tượng như thế này thì chắc cũng. Anh xác định rằng cái cây tiêu anh đang cầm đó như vậy thì anh quyết rằng nếu mà không có chữa cho nó thì nó sẽ sống hay chết? Không, nếu mà không chữa cho nó thì chắc nó sẽ chết. Cái cây này là hiện tại anh hiện tại bây giờ là nó chết khoảng 70% rồi. Ông tiến sĩ Nguyễn Văn Khải cũng có mặt trong vườn tiêu này và cũng góp phần hướng dẫn nông dân cách chăm bón vườn cây cho đúng quy trình kỹ thuật. Hôm nay tôi rất được vinh dự là các cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, mà cụ thể tức là các cán bộ khuyến nông của tỉnh, của huyện và của xã đã dẫn tôi tới những vườn tiêu mà ở đấy lá đang rụng rất nhiều, quả đang tươi cũng héo rụng, và có những cây có thể nói rằng chỉ vài ngày nữa là sẽ chết, như rất nhiều các cây ở các cái vườn bên cạnh. Cụ thể có những gia đình đã chết đến hàng nghìn gốc tiêu. Lý do tại sao? Anh Đỗ, giám đốc công ty phân bón Địa Long, đã cùng với mọi người cuốc một lớp đất rất mỏng ở trên, thì thấy rằng quanh gốc là rễ cây
là hầu như tất cả các cây mao dẫn đã hỏng, tất cả các cây đó rồi sẽ bị diệt vong. Nhưng nguy hiểm hơn là cái nước ở đây đo độ pH lại 8 đến 8,2. Như vậy cái nước này quá nhiều bao giờ. Và đất thì đo được khoảng là 6,5 đến gần 7. Nhưng sau khi ta đưa vào thì tất cả những cái đất mà đo độ pH được 5 nó tăng dần lên. Và nếu mà độ pH cao nó giảm đi, trở thành đất trung tính. Và nước trở thành nước trung tính. Nhưng cái căn bản, tức là ở đây quá nhiều thuốc trừ sâu, quá nhiều phân, cho nên cây bội trực về phân và không hấp thụ nổi. Và ta có thể dùng cái danh từ rất là dễ hiểu là nó bị rối loạn tiêu hóa. Chính vì thế cho nên là cây chết. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải làm thế nào để đất và nước ở đây trở thành trung tính. Cái thứ hai là chúng ta làm tất cả các cái loại thuốc trừ sâu nó sẽ bị giảm nhẹ tác dụng. Và đặc biệt là các rễ thì sẽ có các lông mao nó mọc ra để hấp thụ. Và điều thứ hai là ở trên cây thì có rất nhiều các loại dẹp, có các loại sâu. Thì chúng ta phải xúc phun để diệt tất cả các loại dẹp và đuổi tất cả các loại sâu. Và ta giúp cho cây hấp thụ được chất dinh dưỡng qua lá. Thì ở đây có một cái trường hợp mà chúng ta chưa thấy bao giờ, tức là chúng ta phun ngược trở lên. Bởi vì thực ra các loại nấm, các loại bào tử, các loại khuẩn thì nó thường thường ở dưới lá. Thì khi ta phun như vậy thì ta diệt được chúng. Và cái thứ hai là khi nước mà có phân của địa long hoặc là có anolit nó sẽ rơi xuống thì nó sẽ rửa sạch mạch lá. Và cái mặt lá nó đã rửa sạch thì nó sẽ hấp thụ được nhiều. Chúng ta chỉ chú ý thế này, cái việc chúng ta phun trên lá và phun dưới gốc thì nó phải sao cho hài hòa. Tức là khi ta phun trên lá, hấp thụ trên lá. Còn nếu trước đấy mà ta phun quá nhiều rồi, nước nó đã hấp thụ dưới rễ rồi thì nó sẽ không hấp thụ được trên lá nữa. Thành thử chúng ta phải bố trí về thời gian sao nó khớp. Và hôm nay chúng tôi đến đây thì tất cả các cây này là đều bị úa lá. Tìm mãi không thấy một cây đẹp nào để có thể đứng chụp ảnh. Nhưng chúng tôi tin rằng chỉ trong vòng 5 đến 10 ngày nữa, nhất định các cái cây mà đã gần gọi là bị tiêu diệt do bội thực thức ăn, do bội thực phân, do khuẩn, do các loại nấm mốc sẽ có những cái chồi non, rễ sẽ vươn dài ra. Và nhất định chúng ta sẽ có từ khoảng 30 đến 35 kg quả hạt hồ tiêu trên một cây. Chúc bà con bình tĩnh, phòng bệnh, xử lý, cứu cây hồ tiêu. Mà cứu cây hồ tiêu bằng cách tạo cho một môi trường không độc hại. Và môi trường đó nó thuận lợi nhất, nó tạo tiện nghi tốt nhất cho cây hồ tiêu sinh sống cũng như cho chúng ta sinh sống. Nhân dịp năm mới, chúc bà con năm nay sẽ thu hoạch bội thu, bội tiêu nhờ phân địa long và nhờ những quy trình công nghệ khoa học mới. Một huyện của tỉnh Đắk Nông cũng phát triển trồng hồ tiêu. Những nhà nghe tiếng lành của phân bón địa long cũng đã sử dụng nhiều năm. Mặc dù không có mặt kỹ thuật của công ty địa long, nhưng nhà vườn đã tự xem hướng dẫn trong bao bì về bón và kết quả vượt cả mong đợi. Tôi thì bón coi như là phân địa long được 3 năm nay rồi. Thế thì trong quá trình với bón thì tôi cảm thấy cái phân địa long này là nó phù hợp với cái chất đất của Đắk Nia nó riêng, còn Đắk Nông nó nói chung. Thế tôi sử dụng cái thằng này thì thứ nhất là ưu điểm của nó là nó làm cho đất coi là tơi xốp, bộ rễ của cây tiêu là phát triển mạnh. Đấy, cái bộ rễ của cây tiêu phát triển mạnh thì thứ nhất là nó coi là bộ rễ phát triển mạnh thì cây nó phát triển mạnh. Thì là nó coi như là kháng được tất cả các cái loại bệnh. Như thứ nhất là vàng lá, hai nữa là tháo đốt, mà nó cũng phòng ngừa được cả coi như là bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu, mà các cái bệnh nó chịu hạn coi là tốt. Thế nên cây tiêu này thì như tôi là bón trong 3 năm nay thì nói thực ra thì là cây thì nó có màu gây xanh nhạt mà lá nó bóng, hạt thì mẩy mà cho năng suất là cũng cao.
nên tôi sử dụng cái này thì cũng được 3 năm rồi, nên là tôi cảm thấy là nó cũng phù hợp với cái chất đất của Đắk Nông. Như vậy thì ở xung quanh này có nhiều người sử dụng phân bón địa long hay là chỉ có gia đình anh? Thì nói chung thì trong 3 năm nay thì tôi sử dụng thì bà con thì cũng thấy và người ta cũng đến người ta tham khảo. Thì người ta cũng một số người cũng đang coi như là tiếp tục coi là dùng cái phân đơn địa long này. Phân đơn địa long này nó phù hợp mà nó làm cho cây tiêu mình nó phát triển cái đồng đều, mà nó chín đồng loạt, nó ra hoa đồng đều, thì mà năng suất thì nó cũng cho cao. Thế nên là mình dùng này thôi. Cái một điều là sau quá trình mà anh sử dụng cái phân đơn địa long này á, thì anh có phát hiện được cái loại phân giả của nó không? Anh có biết gì anh có biết gì về phân giả của địa long không? Thì nói chung thì cái phân giả thì nghe bà con kháo nhau thì nó cũng có một số là mới trong là 1-2 năm nay là có một số bây giờ nó cũng giả phân giả của địa long. Thì mình mua thì mình nên để ý cái logo với lại cái này cái địa chỉ, và mình trước hết là mình phải mua coi như là thực tế ra thì mình phải liên hệ với coi như là số điện thoại trên coi như bao bì nên mình hỏi chính xác mình nên mua. Còn giả thì nó cũng có, nhưng mà còn ở đây thì tôi thì chưa phát hiện được cái loại giả là như thế nào cả. Như theo anh nhận định cái loại thật thì anh có thể mô tả ngắn gọn xúc tích và cái tầm hiểu biết của anh về cái phân thật của địa long mà anh cảm nhận nó là thật. Phân thật của nó ấy, phân thật của nó thì bây giờ là cái thằng địa long này ấy, thì là phân thật của nó là có bao bì nhãn mác và có số điện thoại mà nơi sản xuất đấy, có địa chỉ đầu cuối. Nhưng mà khi mình rắc hoặc mình tưới thì mình cảm thấy nó coi như là tan nhanh đấy, tan nhanh mà nó hòa tan trong đất luôn đấy. Thì khi tưới xong thì mình cảm thấy nó hơi có màu coi là trắng bằng bạc là chính xác của phân của địa. Vườn tiêu nhà anh là trồng bao nhiêu trụ? Cái này thì tôi nếu tất cả là được 300 trụ. Năm ngoái trước khi bón phân địa long như vậy, năm kia đó là anh thu được bao nhiêu kg trên trụ? Mình là bao nhiêu tấn? Nếu mà từ ngày tôi bón coi như là phân địa long này thì mỗi trụ tiêu là bình quân từ 5 đến 6 kg. Là bình quân. Còn trước bán bón địa long. Trước khi bón địa long. Trước thì nó chỉ được khoảng 3 đến 4 kg thôi. Bởi vì nó chín không đồng đều mà chín còn nó phá nhiều. Phân bón địa long ngoài anh bón cho cây tiêu như vậy thì anh còn có thể là bón cho cây khác không? Anh bón được bao nhiêu hectare cà phê? Nói chung thì cái phân bón địa long này thì nói chung là hầu hết tất cả các loại cây trồng. Về quay là thứ nhất là tiêu, đến cà là mình bón nó cũng vẫn tốt, và để kể cả là cây cảnh. Rồi tất cả các cái loại cây, kể cả là cây củ quả, cây rau ăn mình là vẫn được. Đấy, là nó vẫn coi như là tốt. Thứ nhất là để mình cảm thấy là nó coi như là giải độc cho cây này, và nó làm cho cây tươi xốp và hấp thụ những cái coi là tồn dư của cái phân đạm trước kia mình nó ăn chưa hết, thì mình cảm thấy là coi như là nó phù hợp tất cả cây. Như tôi cũng đã rắc cà rồi thì bộ rễ của nó phát triển mạnh, lá nó vươn to mà nó coi như là có màu coi là xanh vàng nhưng mà nó óng. Đấy là cái ưu điểm cảm thấy như thế nào? Năng suất cà của nó cũng đạt. Đấy, là coi như là như một héc cà nó vào biểu cỡ 5 tấn đến 6 tấn. Đấy, cà. So với cái bón các loại phân khác thì nó được mấy tấn? Thì nói chung là nó cũng hơn hẳn. Nếu một héc của mình chẳng hạn thì nếu mình rắc phân đơn địa long so với các cái loại phân khác thì nó cũng hơn lên khoảng quay là từ 7 đến 8 tạ đến 1 tấn trên 1 hectare. Sau đó trên thị trường nhanh chóng xuất hiện một loại sản phẩm có tên vôi lân địa long giả, vôi lân thiên long nhái của những công ty khác ở khắp các đại lý vật tư nông nghiệp, đã làm cho nhiều nhà vườn điêu đứng vì dịch bệnh. Họ đang đứng trên bờ vực phá sản. Những nhà sản xuất phân bón giả là những người vô lương tâm, phi đạo đức, không những làm thiệt hại hoa màu của người dân mà còn làm cho hành tinh xanh này ngày một tàn rụi một màu chết chóc. Họ xem lợi nhuận của họ lớn hơn cả sự sinh tồn của người dân, vì thế mà trà trộn hàng giả một cách dã man và tàn độc. Anh đã bón nhầm phân giả này bao nhiêu kg hoặc là bao nhiêu tấn, và cái diện tích anh bón là được bao nhiêu? Dạ em bón cái phân địa long này, vì địa long giả này là từ hồi đầu năm nay, tức là tính từ hồi đầu năm nay tới giờ là cũng bón vào 300 trụ tiêu.
Mà hiện bây giờ tiêu của em là cũng bón, nghe trên đài thì nói là địa long, nhưng mà thực tế mình bón phân này là không phải là địa long thật, bón phải địa long giả, mà hiện bây giờ tiêu cũng đang trên đà chết. Bây giờ là bị rụng đốt và vàng là chết, nên là từ hồi giờ là xài cũng được, gọi là mới cách đây 4 ngày thì bón tiếp một bao nữa cho 100 trụ. Thì bây giờ hiện nay thì anh Đoàn mới mời được công ty Địa Long về để tư vấn cho bà con hội thảo ở đây, thì hôm nay chúng tôi mới biết được là công ty Địa Long. Cái diện tích anh bón là bao nhiêu hectare? Dạ có 300 trụ thôi. 300 trụ. Dạ. Như vậy thì coi như mức thiệt hại hiện nay phân Địa Long giả nó đã chết, nó làm chết cây cho anh được bao nhiêu cây? Dạ khoảng 30 cây. Khoảng 30 cây đồng. Dạ, khoảng 30 cây. À, như vậy thì cái số Địa Long giả hiện nay tại nhà vườn anh còn không? Dạ bón hết rồi. Bón hết rồi. Dạ. Là tổng số bao nhiêu kg? Dạ như vậy là mới bón từ đầu năm giờ khoảng 2 tạ, tức là 200 kg. Chúng tôi bón nhầm vào cái phân Địa Long giả này vào cái vườn tiêu. Thì trước tiên là chúng tôi là nhân dân thì chúng tôi cũng không biết được là đây là phân giả. Thì chúng tôi bón thì bây giờ chúng tôi cũng muốn kiến nghị làm sao cơ quan tổ chức có thẩm quyền là giải quyết triệt để cho chúng tôi được an tâm. Đấy, mua đúng Địa Long thiệt và an tâm sản xuất sau này. Kính thưa bà con, hiện nay vào cũng là cái mùa mà chúng ta đang bón phân cho cả phê và hồ tiêu, mà nhất là cây hồ tiêu hiện nay đang giao mùa, cho nên là cái cây hồ tiêu chết nhanh chết chậm rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi mới phát giác ra được là một số các cái hãng phân giả đang tràn ngập trên các vùng cao nguyên. Bà con lưu ý về phân, một số phân như phân Đại Long và một số cái phân gọi Thiên Long, rồi một phân Vương Đình Địa Long của cái công ty Lalo của Đồng Nai sản xuất, nó đều là phân giả. Còn phân của chúng tôi hiện nay là cái thứ nhất là trước tháng 10 của 2013 chúng tôi sản xuất cây Vương Đình Địa Long, thì trong bao bì có một cái tờ hướng dẫn sử dụng, bà con lưu ý. Và cái thứ hai nữa là cái sau tháng 10 thì chúng tôi có một cái tem chống hàng giả ở trên bao bì, thì bà con nên lưu ý là nhận thức hai cái vấn đề này để cho tránh được cái tình trạng mua phải phân giả. Cái điều thứ ba bà con lưu ý thêm một cái là chúng tôi có số điện thoại của tôi trực tiếp của Diêu Hùng Đỗ ở trên bao bì luôn, để tránh tình trạng mua phải phân giả làm thiệt hại cho đến người nông dân. Thì bà con lưu ý điện thoại cho tôi để tôi tư vấn trực tiếp cách chăm sóc cho cây trồng và bón bao nhiêu, bón như thế nào để mà đạt được cái hiệu quả cao nhất. Đó, thì một số bà con hiện nay thì vẫn còn làm theo cái cảm tính của mình, mà nhất là phân bón mà làm theo cảm tính thì rất là nguy hiểm. Bởi vì cái thứ nhất là chúng ta bón dư cũng dẫn đến tình trạng tiêu cực, mà chúng ta bón thiếu thì cũng dẫn đến tình trạng tiêu cực cho cây. Thế thì chúng ta bón dư cái này thì sẽ bị đồng hóa cái khác. Về vấn đề phân giả thì anh là người đại diện công ty, xin anh cho biết những cái biện pháp coi như là cứng rắn đối với các cái hãng phân giả để bảo tồn và đẩy mạnh cái thương hiệu của phân bón Địa Long lên, thì cái biện pháp nào để làm được cái việc này thì xin anh trả lời. Chúng tôi cũng rất nỗ lực, rất là nỗ lực để mà để giữ cái uy tín, và cái thứ nhất là bảo vệ bà con. Thực tế là chúng tôi phải nuôi bà con trước để bà con có tiền mới nuôi lại chúng tôi. Đó là một cái phương châm của nhà sản xuất phân bón, làm sao phải đảm bảo là đi song song đối với bà con và có trách nhiệm, làm sao mà chất lượng càng ngày càng tốt hơn, bà con có sản phẩm. Khi có sản phẩm mới có tiền để mà bà con nuôi chúng tôi được, mới mua phân tiếp được. Thì đó là cái phương châm chúng tôi, một ngày một làm chất lượng cao hơn. Đó thì Địa Long luôn luôn làm chất lượng ngày một cao hơn. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là chúng tôi sẽ giải rất là nhiều các kỹ sư và các hướng dẫn đi đến từ vùng sâu vùng xa, trực tiếp đưa các cái mảng phân bón cho tới các nhà tiêu dùng, làm sao để mà phân biệt được, bà con phân biệt được phân thiệt phân giả. Cái nỗ lực nhất để mà phòng tránh thì cũng vẫn là phải bà con phải là coi kỹ, và có thể là trên mạng, trên tất cả các cái bao bì và các tờ hướng dẫn sử dụng đều có số điện thoại của công ty chúng tôi, bà con cứ hỏi đến tư để cho anh em tư vấn
phòng kỹ thuật chúng tôi tư vấn cho bà con làm sao để tránh được cái tình trạng phân giả phân thiệt là một. Cái thứ hai nữa về về kỹ thuật, về chuyên môn, về bón cây gì, trồng cho cái lúa hay tất cả các loại cây thì bà con nên điện đến để anh em tư vấn làm sao mà chúng ta sử dụng cho tốt hơn. Đó là cái nỗ lực về, về phân. Và một cái thứ hai nữa là cũng xin lỗi bà con là do cái điều kiện mà chúng tôi các cái trong thời gian vừa rồi là vừa nghiên cứu rồi vừa cái nhà máy còn nhỏ, cho nên là chúng tôi sản xuất mới có khoảng 300-400 tấn ngày, cho nên không đủ cung cấp và không đủ phục vụ cho bà con. Thì như năm rồi chúng tôi đã sản xuất đến 1.000 tấn ngày rồi nhưng mà cũng không đủ để cung cấp cho bà con nữa, cho nên rằng là chúng tôi đã có cái chương trình mở rộng trên các tuyến, ví dụ như là các nhà máy để làm tăng cái sản lượng lên, nâng cấp cái sản lượng từ đây ra phía Bắc. Thì để làm gì? Để làm giảm cái chi phí vận tải, để giảm cái giá thành là một, để đưa cái sản phẩm đến vào bà con một cái giá thành tốt nhất. Cái thứ hai nữa là để mà phân phối cho bà con sâu rộng hơn, tới nhà tiêu dùng nhiều hơn, thì để tránh được cái tình trạng phân giả. Cũng cái phân giả do cái lỗi của công ty, một phần là chúng tôi làm không đủ cung, mà trong đó thì cái nhu cầu của bà con quá cao, cho nên là một số các cái đơn vị không có lương tâm, thế thì họ lợi dụng những cái chỗ sơ hở chúng tôi sản xuất không kịp đó, không đủ cung ứng, thì lợi dụng cái sự khan hiếm và lợi dụng cái nhu cầu bà con để khát khao đi tìm, cứ thấy đại lòng hay là thấy gì có chữ lòng là nghe tin tưởng là phân của công ty. Rồi có những bà con mua xong mang về hỏi là có phải của địa của công ty không, là có phải cái dây chuyền hai sản xuất không, tại vì người một số cái nhóm nó bán nó bảo là đây là cái dây chuyền hai của công ty phân bón Địa Long, của công ty khoáng sản miền Nam, nhưng mà thực tế không phải đó, cho nên là bà con thật là lưu ý về vấn đề này. Đáng báo động là nhiều nông dân mua phải sản phẩm phân bón kém chất lượng đã bị thiệt hại rất lớn. À, xin anh trình bày cho biết là anh bón cái phân Địa Long giả này từ bao giờ? Trời dung là đầu vụ đến giờ. Anh bón trong tổng số vườn tiêu của anh được bao nhiêu gốc? Một đấy là 250. 250 gốc. Như vậy thì anh bón bao nhiêu tấn Địa Long giả? À, một lần đợt trước bón đi mấy cô 2,5 tấn thôi. Như vậy thì anh thấy sau khi mà Địa Long giả nó đã làm hư hại cái cây như cây anh đứng bên cạnh đó, như vậy thì cái niềm coi như uất hận của anh và cái tâm trạng của anh đối với phân Địa Long giả như thế nào? Thì nói chung mình là người dân thì cũng biết phân giả về thân thật, mà dư về thì bên nở về đại hình về coi thì coi tiêu đi chứ thấy vô cái chết hết à, thì cũng biết phân nào là cái cảm nghĩ của mình đối với phân giả. Thì đối với một người nông dân thì cũng biết là phân giả phân thiệt, nhưng mà cái này là như thấy chỗ tiêu nó chết thì khi mà biết là bỏ đồ thuốc thì các thuốc các phân đồ thì nhiều rồi, nhưng mà cũng được, cũng tiêu cũng cứ chết. Thương nông dân, ông Đỗ đã dày công tổ chức nhiều cuộc hội thảo, xuống tận nhà vườn thị sát vườn cây bị bệnh, hướng dẫn tận tùy cho nông dân nắm bắt từng loại bệnh, cách phòng trừ và bón các loại phân bón do nhà máy Địa Long sản xuất, nhằm cứu sống những vườn cây không may bón nhầm phân giả. Mặt khác, ông cho sản xuất mẫu bao bì mới và tem chống hàng giả trên bao bì. Đồng thời, trong bao phân bón có tờ rơi hướng dẫn cụ thể để nông dân khi mua có thắc mắc, đã có số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật để bà con nông dân yên tâm bón phân mà không lo sợ nhầm phân giả kém chất lượng. Đi tới đâu, hội thảo nơi nào cũng được bà con nông dân ủng hộ đăng ký cho nhà mình thật nhiều phân bón chính công ty Địa Long sản xuất. Thì phân Địa Long bón xuống dưới gốc thì đó là phân bón rễ kích thích thẳng vào tiêu của gốc để tạo ra bộ rễ rất là khỏe mạnh. Nhưng ngược lại chúng ta không ngâm, lấy 2 kg Địa Long ngâm cho 10 lít nước sau 12 giờ, tức là ngâm ít nhất là 12 giờ, sau 12 giờ thì toàn bộ Địa Long chuyển hóa sang thủy phân, thì lúc này chúng ta có thể dùng cái nước Địa Long đấy làm phân bón đá được. Đó thì chúng ta sẽ chắt lấy cái nước trong và đập một quả trứng gà và một bịch sữa tươi thì quậy thật đều lên. Lúc này nó khi bà con vừa quậy lên thì nó sẽ xảy ra một cái tình trạng một mùi rất là tanh, nhưng cái đó là cái hiệu quả rất tốt.
khi nó phản ứng hóa học nó tạo ra cái mùi tanh đấy, nó tạo ra một cái lớp màng rất mỏng. Bởi vì con sâu, con dẹp, cái con mấy con côn trùng thì nó hoàn toàn thở bằng da, không có phổi thở bằng da. Cho nên là khi cái chế phẩm này phun lên nó tạo ra nó bằng nó bịt kín các cái lỗ chân lông của con sâu thì con sâu tự bị ngộp thở chết chứ không phải là thuốc độc chết. Cho nên là chúng ta phải phun 1 đến 2 lần hoặc thậm chí phải phun đến 3 lần thì mới loại trừ tất cả các loại sâu. Nếu chúng ta bón vào trong một vườn chừng 3 lần thì chúng ta đảm bảo là không còn con sâu nào ở tồn tại trên số vườn đó, là do ngộp thở chết hoàn toàn. Đặc biệt là không độc tố, nhất là chúng ta trồng cho rau sau để mà cây rau sạch thì chúng ta ăn hàng ngày đó thì chúng ta phun trực tiếp lên cây rau mà ăn bình thường, không phải kiêng cữ gì cả. Đó là cái về cái phần phun. Thế thì lưu ý là cái trứng gà khi nào phun thì chúng ta hãy đập trứng gà vô, còn trong vòng 5 phút là phun thì nó mới tốt. Còn nếu chúng ta để lâu quá thì bị phân hủy mấy cái lớp màng thì con sâu không chết. Lúc bây giờ phun thì tạo ra cái acid amin để hấp thụ qua khí hậu thôi, nhưng mà ngược lại còn lại nữa thì là không diệt được sâu đó. Thì cho nên là bà con lưu ý là chúng ta đập trứng gà trong 5-10 phút rồi chúng ta phun luôn, phun liền thì mới giết được một số loài lấm, một sâu bệnh. Nhưng là chúng ta nên phải phun trước 9 giờ sáng và sau 3 giờ chiều thì lúc này là lúc trời mát, khí hậu mở cao nhất thì chúng ta nó hấp thụ được nhanh nhất acid amin. Đó thì là chúng ta lên phun những cái giờ đó, còn ngoài giờ trưa nắng thì chúng ta phun nó không có tác dụng nhiều. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nó chống được cái tình trạng ngủ ngày. Đó, khi chúng ta bón địa lăng vào và chúng ta phun cho cây cam, cây bưởi hoặc là một số các loại như cây thanh long và một số các cái cây khác, ví dụ như thân nước chẳng hạn, thì nó có cái tình trạng là sáng ra thì cây rất là tươi tỉnh và khỏe mạnh, xong đến trưa đến là nó héo xuống, rồi chiều nó tỉnh lại, thì đó bà con thường lưng dân gian thường gọi là cây ngủ ngày đấy. Nhưng mà nếu chúng ta làm đúng nguyên lý của chúng tôi đưa ra thì tôi đảm bảo rằng không còn tình trạng ngủ ngày nữa và cây khỏe mạnh từ sáng đến chiều luôn, nó không còn héo giữa buổi nắng trưa khi mà trời bất thuận đó, thì có cái tình trạng ngủ ngày thì chúng ta sử dụng như thế này là không còn tình trạng đó nữa, rất tốt. Nhiều nông dân đã thực hiện và hiệu quả phân bón đem lại. Nhưng em thấy cái phân bón địa long này là bỏ tiêu là rất hợp và trái rất nhiều, như các anh đã thấy trái rất nhiều và đất xốp, và nó kháng được một số bệnh là như ví dụ là nấm. Như mọi năm thì em hay đổ thuốc, nhưng mà năm mấy năm em sử dụng phân bón địa long em đỡ đốt thuốc hơn và tiêu rất đạt gem. Như vậy thì cái gem của nó được bao nhiêu? Gem của nó thì nếu mà như mọi lần ấy thì một lon của nó được mười mấy gem, nhưng mà giờ nó phải được trên mấy gem, rất nặng. Như vậy thì năm ngoái anh thu cái vườn tiêu anh mấy trăm trụ này, được mấy trăm trụ? Em được 500 trụ. Được bao nhiêu tấn? Nếu mà năm ngoái được đúng 3 tấn rưỡi, năm nay được khả năng hơn. Như cái năm trước, năm kia anh chưa bón phân địa long như vậy được mấy tấn? Chỉ được tấn rưỡi thôi. Yeah. Mà nó cũng sai, nhưng mà không đạt gem. Ngoài cái phân bón địa long anh còn có cái bón khác nào vào trong cái vườn tiêu trong 3 năm nay không? Em đa số là địa long hết. Như vậy thì trong phân bón địa long anh có phát hiện được cái loại phân giả phân thật không? Em thì nói đúng để mà nói thì cái đầu tiên các đại lý mang về thì em cũng không biết phân giả phân thật như nào, mình chỉ biết bón, nhưng mà công nhận là phải nói là khi đổ xuống cái mình thấy nó hiệu quả là từ ngày đó em bón mà chưa thấy có hiện tượng gì phân giả cả. Tôi thì phân bón địa long này thì không biết là như nào, nhưng mà đúng là tôi hỏi các anh đại lý phân ấy, là các anh tư vấn kỹ mình cách bón, cách sử dụng. Và hơn nữa cái địa chỉ, những chỗ địa chỉ rất tin cậy thì tôi mới mua và tôi bỏ phân, công nhận là đạt. Như các anh đã từng thấy cái vườn tiêu phần này. Cái phân giả này anh nghe người dân người ta nói sao? Bảo là cũng có phân giả, nhưng mà tôi thì thực sự là tôi chưa thấy phân giả. Đúng là như thế, tôi chưa thấy phân giả bởi vì là người ta tư vấn mà đây cái chỗ đại lý Hùng Lượt đây là chỗ anh em cũng rất tin cậy mà bao nhiêu năm nay anh em làm ăn với nhau. Như vậy thì phương hướng sắp tới anh sẽ như thế nào? Coi như cảm thấy anh thấy anh ổn định về vấn đề cuộc sống, ổn định về vấn đề vườn cây trồng của nhà anh. Như vậy thì đối với phân địa long theo cảm nhận riêng của anh như thế nào? Cảm nhận riêng của em thì mai mốt kể cả cà đấy, em đang khả năng mở mang thêm khoảng 1 hectare tiêu nữa và cà. Thì em cũng sử dụng kể cả bón lót đến bón thúc là tụi em đều lấy lân địa long hết. Như vậy thì anh trồng được bao nhiêu hectare cà phê? Em được 3 hectare ạ. Vườn tiêu bao nhiêu hectare?
vườn tiêu được 0,5 héc, năm sào. Anh có phương hướng phát triển thêm vườn tiêu, vườn cà của mình không? Có, em nếu mà năm nay là khả năng em phát triển thêm 1 héc tiêu nữa. Như vậy là anh sẽ sử dụng cái mục đích chính của anh là phân nào? Phân địa long ạ. Bởi vì phân địa long cái lót đây là những các anh xem như kể cả những cây tiêu con này em mới trồng nên lót lên rất mạnh và nó không có nấm. Mọi năm dùng sử dụng phân khác thì nó vàng hay lá chân nó rất vàng nhiều. Và đấy phân địa long anh xem nó như mùa khô này nhưng mà nó rất cây tiêu tơ cái mới trồng nhưng mà đọt nó vẫn phát triển. Tôi cũng xin cảm ơn nhà máy phân bón địa long bởi vì là từ ngày tôi sử dụng phân bón đến giờ là ít sâu bệnh mà ít vất vả hơn mà hiệu quả nó đạt. Mà kinh tế nhà tôi các anh cũng đã từng vào nhà các anh đã biết là phần kinh tế rất cứng. Và nhà máy cũng tôi gửi là nhà máy là miễn làm sao để chống được những cái hàng giả mà nông dân đừng để cho mất uy tín của nhà máy là một cái thứ hai người dân cũng mất uy tín tin dùng. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn. Ra đi, ra luôn đi. Người nông dân ở Krông Anna bón phân địa long lâu năm cho biết. Nói chung ra mấy các bác cái này này. Năm ngoái á là tiêu của em với lại cà đấy, nó thấy nó vàng lắm mà bỏ các loại phân mà nó thấy nó cứ vàng ra. Mà đôi khi là mình bỏ hóa học đấy là nó cũng thấy nó xanh. Nên cơ mà nó cứ rụng đốt rồi là bỏ trái. Hai nữa là nó cứ rụng đốt rụng quả non đấy. Thế là từ khi là bác dự nó bán cái vôi nân vôi địa long đấy. Này em ra là bác ấy bảo chú cứ lấy này về chú bỏ thử xem nó có hiệu quả hay không. Đấy. Thế thì em lấy về đầu tiên là 5 tạ. Này em bỏ mỗi cây 1 ký là có 400 trụ thôi. Là em bỏ bằng đi 500 trụ là 5 tạ. Thì sau thấy nó cũng thấy nửa tháng sau thế nó cũng phát triển thấy bình thường mà đấy nó xanh nó phát đọt ra. Đấy, quả không rụng đốt không tháo nữa. Thế em thấy nó yên tâm thì xong là 1 tháng sau. Ý là 2 tháng là tháng sau nữa là em bỏ tiếp 5 tạ nữa. Thế là em thấy hiệu quả hơn là năm ngoái là thấy vườn tiêu nó rụng đốt rụng quả hơn mà lại không có bị thuốc sâu nhiều, vì mình không phải phun thuốc sâu nhiều. Sao mà khuyến cáo nông dân mình ấy, là lên bỏ cái vôi nân vôi địa long này nhiều hơn. Vì năm nay em đang tính là dự trù là sang mùa khô đấy, là em lấy về em tưới, lấy vài ba tấn về em tưới kể cả cà nền tiêu. Này đấy, như năm ngoái là thấy nó rụng mà nó không đậu quả bằng này đâu. Mà năm nay thấy nó đậu quả hơn. Đấy là em thấy nó yên tâm hơn, là năm nay em phải bỏ cỡ mỗi cây 1 ký, 2 ký nữa, mỗi cây 1 ký đến 2 ký. Đấy, kể cả cà nữa, cà nó về mùa khô này, nếu có là mình lấy, mình bỏ, mình tưới thôi, là nó hiệu quả. Vì nó mình thấy cái năm ngoái với năm nay nó phát triển khác hơn, mà vườn cây của mình thấy nó xanh hơn. Cái năng suất của năm ngoái anh đạt bao nhiêu trên mấy trăm trụ này? Đấy là năm ngoái ấy, là nói thật bác là có 500 trụ thôi. Cơ mà thế là đằng kia 500 trụ, cơ đằng này là bằng 200 nữa, đấy, là bằng đi 700 trụ. Là em thu được bao nhiêu? Là em thu 3 tấn rưỡi, xít 4 tấn, 3 năm tấn nay, rưỡi. Năm nay theo hứa hẹn của vườn tiêu đẹp như thế nào? Nếu như năm nay đấy, là nếu như năm nay nó không bằng năm ngoái, cơ năm nay chắc phải 3 tấn, đấy, là 700 trụ. Đấy là nói về cái trụ nó chưa hoàn chỉnh hết, ý là chưa kín trụ. Còn em khuyên quá là anh em người dân ấy, làm dòng tiêu là tốt nhất là nên bỏ cái phân vôi địa long này, nó vừa kháng bệnh, vừa dày lá vừa xanh, mà hai nữa là nó không rụng trái. Đấy là khuyến cáo là anh em bà con làm sao mua làm sao cho đúng cửa hàng và đúng chất lượng, không nên để cho nó cái phân giả. Vì cái này là em bỏ này em mới biết, ý là mình bỏ rồi mình biết được, chứ không bỏ thì không biết được. Kể cả tiêu con đấy, tiêu con mới rồng bây giờ cũng nên trộn vào gốc nó một phần, chẳng hạn 5 nạng đấy, mỗi trụ đấy mới rồng bắt đầu trộn thành mới đất, bắt đầu mới phân bò trộn lẫn mình dòng xuống đấy. Như của em mà vườn kia này thật sự là vừa rồi em cũng để lại ít đường trộn dòng, bây giờ đã được mét hơn mét rồi đấy, nên mà thấy lá là nó xanh tươi tốt lắm, đẹp. Trước đây mấy năm trước nhà trồng cà phê thì chỉ sử dụng các loại phân ở trên thị trường thì thấy cây nó phát triển rất là bình thường và thấy nó phát triển cũng phát triển nhưng mà thấy nó kém. Sau khi thấy có xuất hiện phân lân vôi địa long ấy, gia đình năm ngoái bắt đầu bón thử một năm thấy nó hiệu quả bắn đọt rồi là năng suất nó tăng lên. Thế vậy thế là năm nay lại mua và sử dụng thì thấy nói chung là cây phát triển cành mướt mà quả to mà nói chung không bị rụng mà lại đỡ bị sâu bệnh. Thế thì là
là năm ngoái sử dụng, thế năm nay thấy vậy lại mua sử dụng thêm. Thấy như vậy thì anh trồng được bao nhiêu cà? Dạ em trồng được 2 hát mà. À, cà tiêu. Tiêu em trồng được có 4 sào thôi. Có 4 sào thôi. À. À. Như vậy thì anh có biết gì về vấn đề phân giả không? Có thấy có một số loại phân nó để chữ Đại Long rồi mấy loại phân giả có xuất hiện trên thị trường, thế nhưng mà nhà thì cứ mua ở đại lý Bích Thuận ấy, là thấy đi hội thảo thì thấy đại lý Bích Thuận là được ủy quyền chính thức của công ty Vôi Lân Địa Long ủy quyền bán phân, nên là chỉ đến để mua thì thấy phân Địa Long là chuẩn. À, như vậy thì coi như về vấn đề phân giả anh đã bón lần nào nhầm phải chưa? Dạ em chưa bón lần nào, chỉ có nhìn thấy vậy, thế vậy là không mua thôi. Như vậy thì coi như phương hướng sắp tới anh sẽ có dự định phát triển thêm về cái vườn cà phê của mình hay không? Dạ có mà, sắp tới đây thì có trồng thêm một ít cà phê đất mới đấy, thì vẫn cứ trồng mới và mà dùng phân Lân Vôi Địa Long để bón lót và bón đại trà. Như vậy thì trồng bao nhiêu hectare nữa? Dạ đang định tính trồng thêm khoảng 7 sào nữa. Là vừa rồi là cái vườn cà phê của anh đã thu được bao nhiêu tấn? Dạ mỗi trước khi năm kia mà chưa sử dụng phân Lân Vôi Địa Long thì 1 hectare nó chỉ đạt khoảng 2 tấn đến 2 tấn 2 thôi. Nên là sau khi sử dụng phân Lân Vôi Địa Long thì năm đầu nên lên 3 tấn, như năm nay thì chắc là hơn. Bởi vì vừa rồi thu thì là xay cũng chưa hết thì chắc được khoảng 3 tấn rưỡi 1 hectare. Mấy năm gần đây do giá hồ tiêu tăng mạnh, có những vùng đất không phù hợp với cây tiêu nhưng bà con vẫn trồng nên dịch bệnh gây thiệt hại nặng. Có một giải pháp gần đây mà bà con nông dân làm rất hiệu quả, đó là bón Vôi Lân Địa Long của công ty cổ phần khai thác khoáng sản và xây dựng miền Nam, đã khắc phục được tình trạng tiêu chết dần. Trở lại vựa hồ tiêu Chư Sê nổi tiếng trong nước, người nông dân khi giao mùa cũng phải đối đầu cùng dịch bệnh. Vườn tiêu nhà anh Tuyền 2 năm trước bón phân Địa Long cây phát triển xanh tốt, nhưng tự dưng chuyển đổi phân bón đã xảy ra dịch bệnh phát triển, tiêu từ từ vàng úa và chết dần. Anh đã liên hệ lại nhà sản xuất phân bón Địa Long và sử dụng lại. Anh Tuyền cho biết. Là năm vừa qua là tôi có dùng, đầu mùa mưa tôi đi hội thảo. Tôi có rắc phân Địa Long thì là cây tiêu rất xanh tốt. Nhưng mà xong thời gian một tháng là tôi rắc nhiều các loại phân vi sinh với lại phân bò khác. Nhưng mà trong mùa mưa thì tiêu rất tốt. Nhưng mà lắng lên ấy thì lại tiêu đang xanh tự dưng lại lăn ra vàng, xong đổ đốt là có một số thì chết, có một số thì còn đổ đốt rất xấu. Thì bây giờ năm nay bây giờ đến mùa khô tôi khắc phục lại, thì bây giờ tôi muốn tôi lại đổ lại cái lúc đầu tiên là rắc địa phân Địa Long vào cho để cho nó tốt như cũ, rồi cũng mong muốn rằng là bên công ty Địa Long là cho kỹ thuật vào để chỉ tôi là cái quy trình của cái Địa Long làm, nó làm phải làm theo quy trình. Chứ năm vừa đầu mùa là tôi rắc Địa Long đẹp nhưng mà lại không theo quy trình. Hôm nay của tôi là được 1.800 trụ nhưng mà lại chết chắc mất khoảng 200 trụ. Như vậy thì trước đây là anh bón phân Địa Long rồi. Dạ. Mà nó phát triển, tại sao là anh lại dừng, anh không bón nữa mà anh lại bón phân của người khác? Tại vì là Địa Long ấy thì chỉ có mùa, cũng không biết là Địa Long có, cho chỉ biết tôi thì chỉ biết là chỉ có Lân thôi, nhưng mà tôi là nông dân thì tôi chẳng biết, là tôi suy nghĩ là nếu độc Lân ấy thì sợ rằng là cây tiêu nó lại không đủ dinh dưỡng đấy, thế nên là tôi lại phải mua phân hóa học, mới lại mua thêm vi sinh, mới lại phân bò là tôi bón thêm vào. Còn cũng không biết là nếu mà như mình mà biết thì mình lại làm theo quy trình của Địa Long, nhưng mà thì mình không biết thì mình phải mua phân khác mình về mình rắc thêm. Cái số tiền mà anh chi ra để anh mua cho cái phân khác để bón vào cây của mình là tổng số bao nhiêu tiền? Tôi thì tôi không nhớ rõ, nhưng khoảng 100 đến 120 triệu gì đấy. Đấy là tôi nhưng khoảng mà cái hiệu quả của nó thì ra sao? Hiệu quả thì năm nay thì nó chết mất khoảng tôi có 1.800 trụ mà chết mất khoảng 200 trụ, mà mới lại nhiều số bây giờ nó cứ vàng ra, thì nói chung là nếu mà làm ăn trồng cây tiêu mà nó cứ như thế này thì tôi cũng không dám trồng thêm nữa. Hãy trả lại cho đất, đó là thông điệp mà phân bón Địa Long đã làm được. Nó là thành quả lao động nghiên cứu tìm tòi của doanh nhân Dương Hùng Đỗ. Minh chứng cho thấy những vườn tiêu được cứu cách đây 2 năm sau khi bón phân Địa Long, nay gặp lại ông Đỗ, người dân trồng tiêu rất phấn khởi đón chào vị giám đốc trở về. Chính ông, người đã làm sống lại vườn tiêu. Điều này đồng nghĩa, ông đã cứu giúp một số nông dân thôn Nam xã Ia Hờ Lốp từ chỗ đói nghèo vươn lên làm giàu.
Ông Hậu không giấu nỗi vui mừng khi kinh tế gia đình ông nhờ vào cây tiêu nay đã vươn lên khá hơn nhiều so với những năm trước đây. Ông tâm sự: Thưa bà con, cái tiêu này của gia đình nhà tôi là đã thu hoạch được là đến hôm nay là 15 năm rồi. Nhưng mấy năm trước thì cái tiêu nhà tôi tự nhiên nó vàng ạch hết ra. Tôi nghĩ cái vườn tiêu này của tôi đã tôi bỏ thôi. Nó vàng rồi thì không có cứu được hết phân nọ đến phân kia cũng không cứu được nữa rồi. Thế được cái sự nói chung anh Đỗ, giám đốc công ty phân vôi Điện Long, anh ấy về anh ấy cải tạo và anh đo cái chất đất và nói chung là anh hướng dẫn cái quy cách bỏ phân để thế nào cho nó hiệu quả. Thế anh dạy tôi và nói chung là giữa cho anh bỏ, anh ấy từ cái đợt anh Đỗ về anh ấy giúp gia đình nhà tôi đến nay thì cái cây tiêu nhà tôi đã xanh tốt và những cái chùm quả nó nhiều và nó phát triển nó rất là nhanh và nó cải tạo được cái chất đất. Thì từ đó tôi thấy là bà con nên cũng lưu ý nên bỏ cái phân của công ty nào cho nó hiệu quả. Thì nên như tôi nghĩ tôi là một người nông dân mà tôi đã bỏ và cái phân vôi Điện Long này nó hiệu quả thì nên bà con cũng nên bỏ cái phân vôi này để nó có hiệu quả cho gia đình nhà mình. Thì mình mới phát triển được, xóa đói giảm nghèo được. Chứ bây giờ như là bỏ những cái phân khác thì tôi thấy nó không có hiệu quả. Mà tôi từ hồi tôi bỏ những cái phân vôi Điện Long này, từ những cái phân tiêu điên tôi cấy dặm ở trong nhà, ở trong cái vườn của nhà tôi đây, thì tôi thấy nó vàng ra rồi, lá nó xoăn. Như mình đây gọi là, người nông dân mình gọi là tiêu điên đấy. Tôi cũng định tôi rổ tôi vứt đi, nhưng tôi cứ bỏ cái phân vôi vào. Thì tôi thấy bây giờ thì lá nó phát triển ra, lá nó to, mà là tay nó vươn dài ra. Và đây bà con non, trước cái gốc tiêu nhà tôi đây này, đúng là nó là tiêu điên này. Nhưng bây giờ nó hết điên rồi. Tôi bỏ cái phân vôi vào từ hồi tôi bỏ đến nay là hết điên rồi. Đấy. Cây tiêu rất đẹp. Đấy. Bây giờ đấy, cành nó lá rá ra phát triển này. Lá thì to ra này, dày này. Thì tôi thấy là cái phân vôi Điện Long này đưa về rất là giúp ích cho cái người nông dân mình. Và nó chữa được cả là cái bệnh tiêu điên. Trước khi tôi chưa bỏ cái phân vôi Điện Long thì cái vườn nhà tôi chỉ được trong 2 tấn trong một năm thôi. Nhưng đấy, từ hồi tôi bỏ cái phân vôi, hai năm nay tôi bỏ cái phân vôi Điện Long thì bây giờ nó là như năm nay tôi khẳng định cái vườn của tôi phải được 3 tấn. Thì tôi nghĩ là cái bỏ cái phân vôi Điện Long này nó đã trả lại cho tôi gấp bao nhiêu phần và nó đã cứu sống cho gia đình nhà tôi. Tôi đã trồng được 1.000 trụ tiêu con. Như cái ngàn trụ đó tôi không bỏ các loại phân gì khác nữa mà tôi độc có bỏ phân vôi Điện Long mà thấy nó rất hiệu quả mà bền vững. Thì tôi nghĩ tôi bỏ cái phân vôi Điện Long này rất là bền vững và đến cái tiêu con và cái tiêu kinh doanh của tôi thì tôi nghĩ không biết đến bao giờ mà tiêu nó sẽ chết được. Xong cái mùa thu hoạch này theo gia đình nhà tôi sẽ bỏ toàn bộ tiêu kinh doanh và tiêu con. Tôi sẽ bỏ toàn bộ phân vôi Điện Long và tôi không bỏ cái thứ vôi thì khác nữa. Thì tôi cũng mong rằng bà con nên, cũng như gia đình nhà tôi, nên bỏ phân vôi Điện Long, tất cả những cây kinh doanh và cây tiêu con để cho nó có hiệu quả hơn và bền vững về cái cây tiêu. Trước hết gia đình nhà tôi cũng cảm ơn cái công ty phân vôi Điện Long đã xóa đói được cái sự xóa đói giảm nghèo cho nhà tôi. Thì trước hết là tôi cũng không biết nói gì hơn, cũng chỉ biết là cảm ơn tấm lòng của công ty. Thưa bà con, cây này là trước trong 2 năm, đây là cây này là ông Đỗ về cứu đây. Ông Đỗ về cứu cho cái nhà tôi cái cây này này. Và tiếp tục đến sang đến cái cây này nữa. Đấy, là cái này là ông Đỗ cứu đây. Đấy. Mà hai cây này bây giờ đã trưởng thành, nói chung là trở lại trạng thái như cũ rồi. Dù phải khó khăn đến mấy để tìm phương pháp phục hồi cây trồng thì ông Dương Hùng Đỗ cũng làm. Vì một nỗi đam mê khoa học và cũng thấy được nỗi khổ người nông dân khi phải đối đầu cùng dịch bệnh. Hiện nay một số các cây hồ tiêu vàng lá đó thì không phải là thiếu phân, mà cây vàng lá là do chúng ta bón quá nhiều phân, do cây phân bà con bón nó lộn xộn, tức là nó không cân đối nhiều loại phân quá trong một cái môi trường đất nhỏ hẹp, một gốc hồ tiêu chưa đầy một mét vuông như vậy.
mà bà con thì bón để quá nhiều hóa học ở trong đó, dẫn đến tình trạng là phản ứng hóa học, cho nên là toàn bộ các cái rễ của cây hồ tiêu bị cháy đốt đen hết, các cái lông hút bị cháy đen đầu hết, cho nên là dẫn đến tình trạng cây hút dinh dưỡng không nổi, cho nên cây thiếu phân, phân thì nhiều trong gốc cây nhưng ngược lại rằng cây hồ tiêu lại không ăn được, cho dẫn đến tình trạng là cây vàng lá và tháo đốt là do thiếu dinh dưỡng. Đó thì một trong những cái mà hiện nay cái Địa Long để mà đẩy toàn bộ những cái độc tố trong trong đất ra và chuyển hóa các ion độc tố trong đất và sang ion dinh dưỡng là một cái. Thứ hai nữa là kích thích thẳng rễ bộ gốc để cho cây phát triển cái bộ rễ mạnh mẽ lên. Mà khi cây đã có bộ rễ mạnh mẽ rồi thì thực tế ra là bà con bón phân gì ăn cũng được cái chính. Còn lúc không có bộ rễ mà còn càng bón vào chừng nào thì càng tạo ra cái chất độc dược trong cây thì làm ảnh hưởng đến đời sống cây trồng, không những là không cứu được cây mà còn chết luôn nữa. Đó thì hiện nay đó bà con hãy gọi trực tiếp đến tôi để tôi tư vấn xem cái màu lá nó ra sao hoặc cây nó như thế nào, là tôi có thể cho kỹ sư của tôi xuống tận vườn để mà phục vụ cho bà con, để tránh cái tình trạng của phân giả. Cái thứ nhất như vậy, cái thứ hai nữa là tránh cái tình trạng bón dư thừa. Có những cây chúng ta chỉ cần, ví dụ như cây mới trồng thì chúng ta chỉ cần bón nửa ký vườn đất Địa Long để làm cái nền tảng cho đất, để cải tạo mọi môi trường đất. Sau khi chúng ta trồng vào thì cây phát triển rất là tốt. Còn cây kinh doanh bình thường thì bà con nên bón chừng 1 kg vào trong gốc ở cái môi trường đó để tạo ra một cái tính chất vật lý của đất và bổ sung các cái khoáng chất trong đất, để cho chúng ta mà tưới nước vô đó thì cây nó đất nó có đầy đủ dinh dưỡng rồi thì cây nó có đầy đủ các cái nguyên tố hóa học đất thì cây nó phát triển mạnh mẽ hơn và nó tự đề kháng được sâu bệnh. Đó là một cái cân đối phân đất. Còn khi mà chúng ta bón quá dư thừa dẫn đến tình trạng là rối loạn dinh dưỡng, mà đã rối loạn dinh dưỡng thì sẽ dẫn đến tình trạng mất khả năng sinh trưởng. Đó thì trên đây chúng tôi cũng có rất nhiều cái ý kiến để lưu ra để bà con nên tham khảo và rút kinh nghiệm trong các cái vườn của mình, đừng có tự ý. Cái thứ nhất như vậy, cái thứ hai nữa là phải làm tuân thủ, làm theo hướng dẫn sử dụng khi trong cái phân bôi Địa Long. Cùng với 100 doanh nhân trên địa bàn cả nước, ông Dư Hùng Đỗ, đại diện cho công ty phân bón Vôi Lân Địa Long, đã vinh dự nhận giải thưởng thương hiệu, nhãn hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng cao năm 2013. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh thương hiệu, nhãn hiệu của các doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực trên toàn quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của ông và công ty Địa Long, giữ vững thương hiệu, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, phục vụ nhu cầu cho bà con nông dân, góp phần đưa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vào cuộc sống. Hãy trả lại cho đất, đó là một lời kêu cứu, một lời cảnh tỉnh cho loài người, cho hành tinh này. Hãy vì một nền nông nghiệp xanh sạch đẹp, hãy cùng phân bón Địa Long làm nên một sức sống vươn dậy, cùng nắm tay nhau đi khắp địa cầu, làm nên những mùa vàng giàu có phồn vinh cho xã hội, cho loài người. Cho tình em thêm xanh.